Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của các bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Thì ngày hôm nay mình có một em nhỏ nhắn xinh xắn với thương hiệu là Suzuki đến từ Nhật Bản. Mẫu em xe Ben nhỏ nhắn xinh xắn như thế này muốn mang đến cho anh em quý khách hàng của bạn thưởng thức trong video ngày hôm nay. Em Suzuki Ben này khai sinh năm 2011, niên hạn sử dụng đến 2036. Đường kính mâm là 12 inch, vỏ 5 inch, đồng bộ chiếc sau T-Ben, hệ thống T-Ben mà khung sắt còn rất là cứng. Nội thất thì cũng còn rất là mượt. Hai chỗ ngồi ghế bọc da rất là sang trọng. Hộp số 5 số tiến, 1 số lùi. Xe này với cái tải trọng là 500 kg và cái thùng là chiều dài của thùng là 1m830, chiều ngang là 1m310 và chiều cao là 320 mm. Và cái thùng Ben này sàn sắt rất là dày và mở được hai cái bửng bên hông nha. Cái dạng này là dạng thùng Ben mở được hai bửng bên hông. Thì Ben em thấy không, còn rất là chắc chắn luôn. Cầu nhíp nói chung mọi thứ đều còn rất là ổn với em xe Ben này. Sản xuất 2011. Và xe này bên mình dự kiến chào bán cho anh em quý khách hàng cùng các bạn với mức giá là 105 triệu có thương lượng cho anh em ở đây xem xe và trải nghiệm dòng xe bên mình. Đấy, 5 số tiến, 1 số lùi. Vô lăng cũng rất là gọn, dễ bẻ lái. Xe thì đợt sâu rồi, số km đi cũng hơi nhiều. Đấy. Nói chung là xe như vậy thì cũng tương đối thôi nè. Đó, động cơ của nó đây, Suzuki. Động cơ máy xăng với dung tích là 1 lít, công suất đạt 31 kW tại vòng tua 5.000 năm. Máy xăng cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu, với Suzuki thương hiệu Nhật Bản là khả năng tiết kiệm nhiên liệu rất là tuyệt vời luôn anh em. Một chiếc xe Ben nhỏ gọn vô thành phố hoặc luồn lách những con đường hẻm hóc rất là ok để anh em quý khách hàng có thể đầu tư kinh doanh với cái dòng xe này, chở những vật liệu xây dựng nhỏ gọn vô những đường hẻm hóc thì rất là tuyệt vời luôn. Đây là cái khóa tôm để mở cái bửng bên hông đây. Thùng Ben đóng bằng thép rất là dày và cứng cáp luôn anh em. Đây thì xe với kích thước tổng thể của em nó là 3,2 m nè, chiều ngang là 1m470 và chiều cao là 1m755. Đó là về bản kích thước tổng thể. Còn kích thước thùng này nãy mình nói với anh em rồi, nước sơn màu xanh. Đó. Nói chung thì xe Ben thì nhiều khi cái kiểu dáng bên ngoài nó không được đẹp do chở vật liệu xây dựng của chủ cũ nên nó phai mờ theo năm tháng. Nhưng mà máy móc mọi thứ đều còn rất là ok, xe còn đăng kiểm tháng 6 năm 2021. Nếu anh em thích cái dòng xe này cứ gọi ngay cho mình ở số điện thoại 0937965342 để biết thêm thông tin chi tiết về em nó, cũng như đến đây xem xe và trải nghiệm cái dòng xe này. Nếu cảm thấy ưng thì có thể đưa em nó về phục vụ mục đích kinh doanh chạy hàng hóa của anh em. Cảm ơn anh em quý khách hàng đã theo dõi cái video giới thiệu về cái mẫu xe tải cũ nhỏ gọn xe Ben Suzuki 500 kg này. Hẹn gặp lại anh em quý khách hàng trong những cái video tiếp theo của bên mình. Xin chào, cảm ơn rất nhiều, hẹn gặp lại anh em.